Theo quy luật, tháng Chạp thường là mùa cao điểm kinh doanh của các siêu thị, trung tâm điện máy. Thế nhưng trong vài ngày nay thì hệ thống siêu thị điện máy Top Care tại Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa các siêu thị của mình với lý do là bảo trì và tái cơ cấu khiến cho dư luận quan tâm. Vậy thì hệ thống siêu thị điện máy này có thực sự đóng cửa vì lý do tái cơ cấu hay không? Phóng viên thời sự đã đi tìm hiểu câu chuyện này. Siêu thị Top Care Minh Khai vào 11 giờ 30 sáng nay. Không người mua sắm. Thay vào đó là hàng lưới chắn như thế này. Đây là tấm biển giải thích cho nguyên nhân đóng cửa của siêu thị. Theo những người dân sống quanh khu vực này, thì siêu thị Top Care Minh Khai đã nằm im cả tháng nay. Do là siêu thị này mở ra cũng được 2 năm nay rồi. Nhưng mà làm ăn nó không phát triển, ít khách. Khách thì theo hàng ngày thì nó ít lắm. Nằng vẳng thì có mỗi ngày thì có vài người vào mua thôi. Đúng ra nó lỗ to, nhưng mà người ta bây giờ phải bỏ đây. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, không chỉ Top Care Minh Khai mà các siêu thị khác của hệ thống này ở Hà Nội như Top Care Hoàng Minh Giám, Top Care Cầu Giấy, tình trạng cũng tương tự với các lý do đưa ra là kiểm kê hàng và sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ về lý do đóng cửa để bảo trì và sửa chữa của chuỗi siêu thị Top Care tại Hà Nội. Vì thời gian qua, đã có không ít siêu thị điện máy phải đóng cửa chỉ vì lý do không trụ được trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bán lẻ điện máy. Nói riêng hàng điện máy, thì cái ngành hàng này hết sức là khắc nghiệt. Có thể một cái điện thoại di động cách đây một tháng là 10 triệu, nhưng mà có khi một tháng sau khi chỉ còn 2 triệu. Cái thứ hai là cái vốn của điện máy nó rất lớn. Cái đầu tư của nó cũng rất lớn. Cái thứ ba là tôi nói rồi là cạnh tranh hết sức khắc nghiệt. Rất nhiều hàng trăm siêu thị điện máy mở ra. Quản trị doanh nghiệp của anh không tốt, anh dẫn đến thua lỗ. Cũng phải nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống Top Care tạm dừng hoạt động trong một thời gian để tái cấu trúc, nhưng vẫn vấp phải không ít khó khăn. Cách đây 2 tháng, Top Care đã đầu tư 30 tỷ đồng cho một siêu thị trên đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội, và nay cũng đang trong tình trạng đóng cửa. Trên Top Care, nhiều đại gia điện máy như Best, Caring, Việt Long cũng đã phải rút lui khỏi thị trường. Hay như mới đây, hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim buộc phải bán 49% cổ phần cho một đại gia bán lẻ Thái Lan. Điều này cho thấy sức ép cạnh tranh trên thị trường này là rất khốc liệt.